Xin mến chào quý chú chị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ về múa lân ở chùa Hầm Rồng hay là gọi là Long Đàm Cổ Miếu của huyện Mỹ Xuyên, diễn ra vào ngày 12, 13, 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Bây giờ mời quý chú anh chị cùng xem video ngày hôm nay. Bây giờ là lân đã vào bên trong để làm lễ, các bạn sẽ vô trong quay cho các bạn xem để cũng để ra mắt ông rồi mới ra múa cái bài là giải cứu gà con khỏi hắc xà như thế nào, mà quý vị cũng theo dõi. Đây, hiện bây giờ thì lân đang chuẩn bị giải cứu cho gà con các bạn, cùng giao đấu với hắc xà tinh ở nơi đây thì xem các tính luôn. Bây giờ thì lân đang chuẩn bị đấu với hắc xà tinh như thế nào, mời quý vị cùng xem nha.
Rồi bây giờ Lăng đã được giải cứu và đem gặp con về đoàn tụ với gia đình và mẹ các bạn. Rồi bây giờ cuộc sống miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú, anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hãy đón xem video kế tiếp của cuộc sống miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông chia sẻ cho nhiều người xem. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của mình. Xin tạm biệt.